lên 9 các bác nhá. Bản online wifi 4G giá chỉ từ hơn 5 củ thôi. Đấy, hơn 5 lúa các bác nhá. Hơn 5 lúa bản lên 9 từ bản online wifi cho đến bản 4G ở đây. Đấy, giá chỉ từ hơn 5 củ thôi. Đấy, hàng online wifi thì nó là hàng new các bác nhá. Đấy, hàng new. Nói chung là chưa chỉ đi chưa kích đâu. Để em mở con test thử xem thử các bác xem. Đây. Đấy, nguyên đủ các sạc zin đi theo máy các bác nhé. Nguyên đủ các sạc zin đi theo máy. Đây em nó bản online wifi các bác nhé. Giá nó từ hơn 5 củ thôi, hay bật kích được. Kích được các bạn, kích được. Đấy là giá từ hơn 5 củ thôi. Đấy. ZBA iOS 17.3 và mức dung lượng là 64GB. Đấy, 9 này thì nó có một cái là màn hình nó là màn hình rời, cho nên thành ra là về cái mức tiêu thụ điện năng trên iPad Gen 9 ấy thì nó ở cái mức là tiêu điện năng cực kỳ ít. Đấy, phải nói như thế. Dòng Gen 9 này là một trong những dòng tiêu thụ điện năng cực kỳ ít. Đấy. Và thêm vào nữa là nó được trang bị con chip là chip Apple A13 gì đấy. Đấy. Apple 13, 14 thì em không nhớ, hình như là 13. Cho nên ra là nó chơi game giải trí là quá là hợp lý. Người ta thường ví bộ game này là dùng để chơi game. Bởi vì thường thường những dòng chip của dòng game này thì nó rất là khỏe. Đấy, chip của dòng game thì cực kỳ khỏe luôn. Pro thì dùng để trải nghiệm. Đấy, cảm giác gọi là màn 120Hz. Đấy, loa to, màn đẹp, chip cũng gọi ok. Nhưng mà để chơi game, dòng game này thì nó gọi là nhất luôn. Đấy, đừng chơi game dòng game thì phải gọi là nhất luôn các bác nhé. Mức giá từ hôm nay của em để cho các bác là hơn 5 củ. Bản từ bản online wifi là bản 4G anh em nhé. Từ bản online wifi đến bản 4G để giá để hơn 5 củ. Đấy, hơn 5 củ của N9. Chip ngon, pin trâu. Đấy. Màn hình cũng là ổn luôn. 10.2 inch, các bác nhá, 10.2 inch, quá ok. Vừa là màn rời đâu. Chuyên nhà nó tự điện năng cực kỳ, pin cực kỳ trâu. Dòng game là một dòng pin cực kỳ trâu. Dùng vừa bền theo 5 tháng luôn anh em nhé. Đấy. N9 bản online wifi 4G anh em nhé. Online wifi 4G em để mức giá từ hơn 5 củ, anh em liên hệ ngay cho bên em nhé.